Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Tiểu Vũ, sao? Không có gì. Gọi muội xem muội còn đó không thôi. Chúng ta đều đã là đá, còn đi đâu được nữa? Muội có thể giả như không còn ở đây, sau đó ta giả như đi tìm muội. Trước đây chúng ta cũng đã chơi như vậy rồi. Chúng ta ở đây cũng đã được một khoảng thời gian, không biết sư phụ bây giờ thế nào. Ông ta chắc chắn là đang xây lại khách sạn Tây Hành mới. Tiểu Vũ, muội ở đây cũng biết chuyện bên ngoài hay sao? Bây giờ chỉ còn cảm ứng rất yếu, muội vừa nhìn thấy thiên thần hình như đã về. Thật sao, tốt quá. Thời gian họ biến mất đi đâu thế? Thần Thiên Trúc bây giờ thế nào? Nói lại từ lúc đó. Trận chiến giữa Thiên Trúc Vạn Thần Quốc và chư thần Trung Thổ. Thực tế là cái bẫy do Phổ Điện Pháp Vương và Đạo Đức Thái Tôn hợp lực bày ra, mục đích là để ra hai đại thần quyền biến mất khỏi thế gian này. Ơi, sức mạnh hai bên đang khắc chế lẫn nhau, thời cơ đã đến, cáo từ trước nhé. Đây là kỳ điểm, tại sao? Không xong. Ánh sáng này là gì vậy? Bọn ta đang bị hút vào. Dị không? Xảy ra chuyện gì vậy? Tạm dừng, đừng đánh nữa. Dị không bất khả chi. Hai thần cung cùng xuyên qua kỳ điểm đến nơi này. Kỳ điểm sau khi chúng ta đi qua đã biến mất. Ơi, này, là ai đang làm vậy? Là bọn ngươi làm sao? Không, vậy chúng ta đã bị chơi khăm rồi, xem ra là vậy. Bây giờ tính sao? Dị không là một nơi kỳ diệu, xếp chồng lên thế giới hiện thực, một vũ trụ khác rộng mênh mông. Một số thần tối cao có đủ pháp lực để tạo ra liên kết. Thôn đạo đó được gọi là kỳ điểm. Dị không vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm, dù là ai lạc vào đây, rất có khả năng là mãi mãi không thể nào tìm được đường ra. Hai đại thần tộc bị đưa đến đây, nhất thời vô kế khả thi, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Đúng là không đánh không quen. Hai đại thần tộc vì hiểu lầm mà xung đột, với trí tuệ của họ, đã hiểu rõ mọi chuyện và bỏ qua hiềm khích. Ơi, một nơi làm ta có nhiều thu hoạch, văn hóa của Trung Thổ Bác Đại Tinh Thầm, bội phục, khâm phục. Điệu múa ưu nhã của Thấp Ba Đại Nhân biểu diễn lại lần nữa được chứ? Vì kẻ tri âm dĩ nhiên là được. Như Nai Đại Thần, chúng ta đã lưu lạc dị không gian được vài tháng, có manh mối gì không? Tỷ Thấp Lô Đại Thần, ta cũng đang phiền não vì chuyện này. Đúng là không ngờ hai đại thần tộc chúng ta lại có lúc phải khốn đốn thế này. Dù là thần cũng không phải là chuyện gì cũng làm được. Cả hai phía chúng ta đều có người phản bội. Hành động này có tính toán từ trước. Một thế lực không đơn giản. Mục đích của chúng là gì? Làm cho thiên hạ vô thần. Thần là một phần niềm tin để duy trì ổn định ở trong thiên hạ. Khi lòng người không có niềm tin này, sẽ đưa một thứ khác lên thay thế. Trong thời gian thiên hạ này không có thần, bên ngoài đã đảo lộn tất cả, và chúng ta thì không làm gì được. Lôn lóng cũng vô ích. Cách làm nào tìm được đường thoát khỏi dị? Làm cách nào tìm đường thoát khỏi dị hay không? Có lẽ là cần đến vận may, hay có một chút chỉ dẫn là được, hả? Luồng sáng nhỏ di chuyển liên tục đó. Ông có nhìn thấy thứ ta đang thấy? Chắc là, đó là một con cá lớn.
triệu tập chúng thần phong lôi, khởi động thiên cung, đi theo hướng của con cá khổng lồ, toàn tốc tiến lên. Nó sẽ dẫn đường cho chúng ta. Ơi, câu cá, quan trọng nhất là kiên nhẫn. Có thu hoạch rồi. Các đồng đạo thiên thần của ta vẫn khỏe chứ? Đạo đức Thái Tôn. Ta không hiểu tại sao đạo đức Thái Tôn không bị truy cứu. Ơi, ông ta biết cách tạo vỏ bọc bên ngoài, không làm cứng như là tên vô thượng. Và ông ta là Tam Tôn, thần trung chi thần, rất khó trị tội ông ta. Có địa vị thì làm gì cũng được hay sao? Thảo nào Ngộ Không sư huynh muốn đập ông ta. Như Na đại thần, lại là sử quan đây. Chuyện lần này ghi chép thế nào? Ghi chép lại như thật là được. Đạo đức Thái Tôn muốn đích thân xem tôi biết gì. Mặc ông ta. Ái chà, vậy thì khó xử lắm. Có chuyện gì ta sẽ lo cho. Có thật hay không? Thiên Trúc, ta đỡ không nổi hay sao? Bảo ông làm thì cứ làm đi. Thiên Trúc, Phổ Thiện Pháp Vương, muốn đến cuối cùng đã đến. Để ta gặp Đại Phạm Thiên. Không cần. Tháp Bà, ông ta không muốn gặp ông nữa. Việc này để ta xử lý nào được. Nghĩ giao tình năm xưa, tha ta con đường sống cũng được. Không, Đại Phạm Thiên muốn ta chết. Đúng, ông chạy không thoát đâu. Đề nghị không nên thử. Tháp Bà, ông cần gì nghe theo lời của Đại Phạm Thiên. Với năng lực của ông, không cần ở dưới ông ta. Trong Vạn Thần Quốc có lời đồn, ông đáng được tôn kính hơn là Đại Phạm Thiên, tại hạ cũng công nhận vậy. Vô Thượng Tổ Sư tuy thua, nhưng đạo đức tỉnh vẫn còn, đạo thức tỉnh vẫn còn. Nếu hai ta hợp tác, đủ rồi. Lời nói bẩn thỉu, làm tay ta mang tội. Còn nhắc đến đạo thức tỉnh, đúng là khó mà xem, đúng là khó xem, Pháp Vương. Ông không giữ chút thể diện để đón cái chết. Ai sẽ chết nói còn hơi sớm. Thấp Bà, ông quá xem thường ta rồi. Ta không ngồi đợi chết đâu, đến đây. Phổ Thiện, ông đáng bị như vậy. Mong là đạo thức tỉnh khùng điên đó cũng sẽ biến mất như ông. Đại thần Thiên Trúc này lợi hại thật. Dĩ nhiên rồi, ông ta là Thấp Bà, đại danh đỉnh đỉnh. Ông ta nghe được sao? Ơi không đâu. Chúng ta xem nơi khác nào. Ở đây nà. Đại Atuna Thành, đấu kỹ phá điệu oanh trùy, đấu sĩ nhất đẳng Hồng Giác, hay Hổ Cơ. Sao hả? Ta vẫn có tư cách vấn đỉnh bảo tọa Vân Vương chứ? Được, nhưng không phải ta quyết định. Vài ngày sau, nếu ngươi còn sống sót ở trên đấu kỹ trường, đấu thần tộc vẫn là ngày nào cũng đánh nhau. Phải, cứ như là ăn cơm vậy. Ơi, ở đây nà. Ở đây là thánh địa tiên tổ, di tích thuyền chim. Kẻ khiêu chiến đợi đã lâu. Cửu thập cửu quỷ, miêu mục chảm đao ở đây. Ngươi, xem ra, còn nhỏ tuổi hơn ta. Ta thành quỷ ở trong dáng vẻ thế này, ngươi tưởng ải này dễ dàng lắm hay sao? Tuyệt đối không dám. Tiền bối mong chỉ giáo. Tiểu tử xem ra có chút thực tài. Để ta cho ngươi thống khoái nào, tiểu hắc lên. Khá lắm, ngươi được sự công nhận của ta, đến ải tiếp theo đi, cảm ơn. Cẩn thận đấy, tên mới đến có vẻ như muốn tiếp đón ngươi, cũng là một đối thủ khó khăn. Cửu thập cửu quỷ, sao lại nói có người mới đến? Ơi, ngươi sẽ biết ngay thôi.
Nga Hầu.